bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay một clip vẽ cho các bạn xem nha. Mà thôi, mình không vẽ đâu, mà mình sẽ làm gì đó. Mình sẽ chơi thằng đập đầu cho các bạn thử xem nha. Rồi bây giờ điện thoại đâu? Điện thoại đây. Xoài ơi. Vậy chơi bằng cách nào vậy ta? Để mình thử chơi trên laptop coi. Thì các bạn đợi trong giây lát để chị quay, để cái laptop của mình mở được nha. 2. Xin lỗi mọi người, laptop bị lỗi nha, cho nên mình sẽ chơi bằng rồi. Mình sẽ vào nha các bạn. Con của mình sẽ làm cái gì mình không biết. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. La 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 la. Mình đi rồi. Ăn. Giật anh cấp 8 các bạn. Mình sẽ chơi lại. Mình giết được thằng cấp 11 luôn đó các bạn. Thôi nhớ tên mới nhớ nha. Họ hỏi mình á, cấp 5 mình giết được thằng cấp 18 rồi đó các bạn. Nè, bạn thấy mày giỏi không? Cái này thì ai không chơi được, cho nên các bạn đừng có chửi mình. Anh bốc chơi lại đây, em quất anh luôn nè. Nè, tao đánh mày nè. Em chào anh đi nha, anh bắp trai. Mình đang đi đâu vậy ta? Thắng tay. Tao giết mày chết. Cấp 5 rồi. Mày dám giết tao, mày tính giết tao nè. Chính rồi. Thằng nào chơi ta cho giết luôn nè. Nhìn cái level nè, level 9 rồi nè. Kêu quá. Này có gì đâu vậy? Này, ném tôi bị thằng cấp 7 giết. Sao lần nào tôi cũng ném bị thằng thơ mình 2 cấp giết hết á các bạn. Wow. Bây giờ tôi chơi được tới cấp 12 à. Giá Phật hả? Đứng thứ mấy rồi? Coi Đứng thứ tao rồi. Hả, mình cấp 12, mình đứng thứ nhất luôn các bạn. Mùi rồi, đây là mùi rồi. Chết hết rồi. Các bạn ơi, thì mình sắp phải kết thúc video rồi. Ê thằng Bút Ha. Ê, chỉ như nó là không êm à. 11 rồi các bạn. Anh đón từ nè. Anh đón từ cấp 11 nè.